Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là kết thúc năm 2021. Một trong những chỉ tiêu quan trọng của ngành công thương là phải hoàn thành kế hoạch xuất khẩu. Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, chỉ trong mấy ngày qua, nhiều công ty doanh nghiệp đã tích cực nối lại đàm phán với các đối tác nước ngoài để xuất những lô hàng cuối cùng của năm. Trong năm 2021, dịch bệnh diễn ra rất phức tạp, nhưng ngành chức năng đã tiếp nhận và cấp 14.144 bộ hồ sơ CO với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hơn 1.064 triệu đô la Mỹ cho doanh nghiệp. Trong đó, 5.531 bộ hồ sơ CO của doanh nghiệp Cần Thơ với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa hơn 441 triệu đô la Mỹ. Trên địa bàn thành phố hiện có 148 doanh nghiệp xuất nhập khẩu, trong đó có 44 doanh nghiệp gạo, 50 doanh nghiệp thủy sản, 7 doanh nghiệp may mặc. Tính đến thời điểm này, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của Cần Thơ được gần 1.807 triệu đô la Mỹ, đạt hơn 92% kế hoạch năm.